kết thúc những đồn đoán bà Nancy Pelosi đã đến đảo Đài Loan vào tối ngày 2 tháng 8. Trong khi tháp Đài Bắc 101 sáng đèn rực rỡ, hai tiêm kích Su-35 cũng xé màn đêm, cất cánh từ bên kia eo biển, theo nguồn tin đài CCTV. Người vừa đến sân bay Tùng Sơn Đài Bắc trên máy bay quân sự là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, quan chức cấp cao nhất từng thăm Đài Bắc trong vòng 25 năm. Và sau đây là câu chuyện về người phụ nữ quyền lực của nước Mỹ, quan chức cấp cao thứ ba ở Washington sau Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà Nancy Pelosi có tên khai sinh là Nancy Patricia D'Alessandro, chào đời vào ngày 26 tháng 3 năm 1940 ở thành phố Baltimore, bang Maryland, Hoa Kỳ. Bà là chính trị gia đảng Dân Chủ, trở thành nghị sĩ đại diện bang California từ năm 1987. Bà giữ chức Chủ tịch Hạ viện từ năm 2007 đến năm 2011 và từ năm 2019 đến nay. Bà Pelosi là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Hạ viện. Các vị trí đáng chú ý khác của bà bao gồm lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện từ năm 2003 đến 2007 và từ 2011 đến 2019. Bố của bà, ông Thomas D'Alessandro Jr., là chính trị gia thuộc Liên minh New Deal, ủng hộ cho phe Dân Chủ. Bà Pelosi học ngành khoa học chính trị tại cao đẳng Trinity ở thủ đô Washington, D.C., lấy bằng cử nhân năm 1962. Năm tiếp theo, bà kết hôn với ông Paul Pelosi và cặp đôi dọn đến New York. Sau 6 năm và với 5 đứa trẻ chào đời, gia đình bà Pelosi chuyển về San Francisco, nơi bà hoạt động như tình nguyện viên trong tổ chức đảng Dân Chủ. Giành được tiếng vang như một người gây quỹ nhiệt huyết và hiệu quả, bà Pelosi nhanh chóng leo lên các nấc thang, phục vụ trong Ủy ban Toàn quốc đảng Dân Chủ và giữ ghế Chủ tịch của đảng Dân Chủ California năm 1981 đến năm 1983 và Ủy ban Chủ trì của Hội nghị Quốc gia Dân Chủ năm 1984 ở San Francisco. Trên hành trình đó, bà Pelosi kết bạn với nghị sĩ Cộng hòa Bill Burton. Ông Burton qua đời năm 1983. Vợ ông, bà Sala, trước khi qua đời đã nhiệt thành cổ vũ bà Pelosi chạy đua vào Hạ viện. Sau đó, vượt qua khe cửa hẹp, bà Pelosi chiến thắng một cuộc bầu cử đặc biệt và được tái bầu chọn vào năm 1988, giữ trọn vẹn nhiệm kỳ. Bà Pelosi cũng dễ dàng chiến thắng các đợt bầu cử tiếp theo trong quận mà cử tri Dân Chủ chiếm áp đảo. Bà Pelosi tiếp tục gây dựng danh tiếng là chính trị gia sắc sảo, vững bước tiến lên trên vũ đài chính trị. Cuối năm 2002, bà được bầu là lãnh đạo phe thiểu số. Và khi nhậm chức vào năm 2003, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên dẫn dắt một đảng ở Quốc hội Mỹ. Bà Pelosi từng thẳng thắn nói rằng đã tận dụng tiếng nói của bà mẹ năm con để kêu gọi thống nhất giữa các phe chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng. Dù được ủng hộ bởi những người bảo thủ và ôn hòa, bà Pelosi vẫn nhất quán bỏ phiếu ủng hộ khuynh hướng tự do như về kiểm soát súng đạn và bảo vệ quyền phá thai, phản đối cải cách phúc lợi, bỏ phiếu chống chiến tranh Iraq. Sự chỉ trích của bà với cựu Tổng thống George W. Bush đôi khi thật khắc nghiệt, từng một lần mô tả ông là nhà lãnh đạo thiếu năng lực. Sau bầu cử giữa kỳ tháng 11-2006, đảng Dân Chủ giành đa số ở Hạ viện. Ngày 4 tháng 1 năm 2007, bà Pelosi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện trong Quốc hội thứ 110. Sau khi Tổng thống Barack Obama trở thành chủ nhân Nhà Trắng, bà Pelosi là người ủng hộ mạnh mẽ nhiều chính sách của ông, thúc đẩy gói kích thích kinh tế 787 tỷ đô la của ông Obama được Quốc hội thông qua vào tháng 2 2009. Bà Pelosi cũng đóng vai trò thiết yếu trong nỗ lực lâu dài về đảm bảo cải cách chăm sóc sức khỏe, cuối cùng được thông qua vào tháng 3 năm 2010. Đạo luật lịch sử này đã mở rộng chăm sóc sức khỏe cho khoảng 30 triệu người Mỹ mà trước đó không có bảo hiểm. Tuy nhiên, uy tín của bà Pelosi giảm sút sau khi nền kinh tế sa sút, đồng thời sự phản đối với cải cách y tế hay gói kích thích kinh tế đã tăng lên mạnh mẽ. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010, bà Pelosi trở thành tâm điểm chỉ trích của đảng Cộng Hòa cũng như của phong trào đảng trà, tập hợp những người kiên quyết muốn biến bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách của đảng Dân Chủ. Cuối cùng vào tháng 11, đảng Dân Chủ thể hiện kém cỏi và đánh mất quyền kiểm soát Hạ viện. Tuy nhiên, giữa những lời kêu gọi một lãnh đạo mới, bà Pelosi vẫn tiếp tục được bầu làm lãnh đạo phe thiểu số trong Quốc hội khóa mới. Bà tiếp tục giữ vị trí này khi đảng Dân Chủ vẫn thất bại trong nỗ lực giành lại Hạ viện. Tình trạng thiếu lòng tin của cử tri, đặc biệt là của tầng lớp lao động, đã dẫn đến hỗn loạn trong hàng ngũ những người đứng đầu đảng này trong Hạ viện. Sau khi ông Donald Trump trở thành tổng thống vào năm 2016,
nghị sĩ Tim Ryan từ Ohio đã cạnh tranh với bà Pelosi cho ghế lãnh đạo thiểu số. Cuối cùng, bà Pelosi giành chiến thắng. Bầu cử giữa kỳ năm 2018 lại chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của đảng Dân Chủ và họ giành lại Hạ viện. Lúc này, các lời kêu gọi thay đổi vị trí lãnh đạo vang lên thêm lần nữa. Bà Pelosi đã có hàng loạt nhượng bộ, đặc biệt là chấp nhận các giới hạn về nhiệm kỳ. Đầu tháng 1 2019, bà Pelosi chính thức được bầu trở lại ghế Chủ tịch Hạ viện, trở thành người đầu tiên trong hơn 60 năm ngồi vào ghế này ở các nhiệm kỳ không liên tục. Bản lĩnh chính trị của bà Pelosi được thể hiện khi xử lý quá trình đóng cửa chính phủ, bắt đầu diễn ra vào cuối tháng 12 năm đó. Vấn đề nổi cộm là ngân sách cho bức tường biên giới, một trong những cam kết nổi bật của ông Trump khi tranh cử. Bà Pelosi đã đoàn kết nội bộ đảng để phản đối Tổng thống Trump, người cam đoan sẽ cho chính phủ tiếp tục đóng cửa, cho đến khi ông nhận được hàng tỷ đô la rót vào kế hoạch bức tường biên giới. Viện lý do lo ngại an ninh, bà Pelosi ngăn cản ông Trump đọc thông điệp liên bang hàng năm ở Hạ viện trong lúc chính phủ đóng cửa. Cuối tháng 1, ông Trump chấp nhận dừng đóng cửa chính phủ sau khoảng thời gian cài then dài nhất từ trước đến nay, bất chấp việc ông không có được nguồn quỹ cần thiết. Bà Pelosi nhận được sự tán dương nhiệt liệt trong đảng Dân Chủ nhờ cách xử lý tình huống của mình. Nhưng trong thời gian đó, bà Pelosi cũng đối mặt nhiều lời kêu gọi trong đảng về khởi xướng luận tội ông Trump. Mọi việc leo thang vào tháng 3 năm 2019, khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller hoàn tất quá trình điều tra về các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Mặc dù ông Mueller không có kết luận pháp lý, những người chỉ trích Tổng thống Trump tin rằng các phát hiện là đủ để tiến hành luận tội. Ngược lại, nhóm ủng hộ ông Trump cho rằng chủ nhân Nhà Trắng đã vượt qua sóng gió. Bà Pelosi ban đầu chần chừ về tiến hành luận tội, nhưng vào tháng 9 2019, một sự việc được công khai gây chấn động liên quan đến lá đơn cho rằng ông Trump đã rút lại viện trợ cho Ukraine nhằm gây áp lực mở cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào đối thủ Joe Biden. Cuối tháng 9, bà Pelosi chính thức mở cuộc điều tra luận tội ở Hạ viện. Đầu tháng 12, quá trình điều tra có kết luận. Nhiều tuần sau, Hạ viện bỏ phiếu luận tội Tổng thống. Tuy nhiên, bà Pelosi trì hoãn gửi các điều khoản luận tội tới Thượng viện cho đến tháng 1 2020. Động thái này được xem là nỗ lực để đảm bảo các điều kiện nhất định cho phiên xét xử của Thượng viện và tác động của việc này làm gây ra nhiều tranh cãi. Vào tháng 1, Thượng viện tha bổng cho ông Trump. Trong thời gian luận tội kéo dài, virus corona đã lan truyền khắp toàn cầu và biến thành đại dịch. Đến tháng 3 năm 2020, ca tử vong ở Mỹ bắt đầu tăng cao chóng mặt. Các doanh nghiệp và trường học phải đóng cửa, nền kinh tế tụt dốc không phanh với tốc độ có thể so sánh với đại suy thoái. Cũng trong tháng 3, bà Pelosi giúp thúc đẩy gói cứu trợ 2.000 tỷ đô la, gói kích thích lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Và khi đại dịch trở nên tồi tệ hơn trên cả nước, bà Pelosi chỉ trích gay gắt ông chủ Nhà Trắng, đi xa tới mức thốt lên từ Virus Trump, cho rằng nhà lãnh đạo đã lèo lái chính phủ sai cách trong ứng phó dịch bệnh. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden vượt qua ông Trump để giành chiến thắng. Phe Dân Chủ giành thế đa số hẹp ở Hạ viện. Bà Pelosi được bầu vào một nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện mới năm 2021. Trong thời gian kể trên, ông Trump đã kịch liệt phản đối kết quả bầu cử, cáo buộc có gian lận. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, xảy ra sự kiện lịch sử vụ tấn công đồi Capitol làm gián đoạn Quốc hội, chứng thực chiến thắng của ông Joe Biden. Giữa nhiều ý kiến chỉ trích ông Trump đã không ngăn cản đám đông càn quét tòa nhà Quốc hội, bà Pelosi cất cao giọng, yêu cầu đưa ông Trump rời ghế ngay lập tức. Sự việc leo thang đỉnh điểm khi bà thông qua một nghị quyết của Hạ viện kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt tu chính án 25. Sau khi ông Pence từ chối, bà Pelosi khởi động quá trình luận tội, cáo buộc ông Trump kích động nổi loạn. Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông Trump ngày 13 tháng 1, 2021, một tuần trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, một lần nữa, ông Trump đã vượt qua ải Thượng viện. Tiếp theo, sau khi lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell chặn đứng nỗ lực thành lập Ủy ban Điều tra Độc lập của lưỡng đảng về vụ tấn công đồi Capitol, bà Pelosi đã giám sát quá trình thành lập Ủy ban Điều tra Đặc biệt của Hạ viện về việc này. Hiện cuộc điều tra vẫn chưa đi hết con đường. Cùng lúc đó, bà Pelosi đã dẫn dắt Hạ viện thông qua dự luật khổng lồ với mục tiêu phục hồi và cải thiện cơ sở hạ tầng Mỹ do Tổng thống Biden khởi xướng. Dù vậy, Thượng viện đã không thông qua dự luật này, có tên là Build Back Better, tạm dịch là xây dựng lại tốt hơn. Tua nhanh đến hiện tại, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vừa hạ cánh ở Đài Bắc vào chiều 2 tháng 8, theo giờ địa phương.
Chuyến thăm trước đó nhận về hàng loạt lời cảnh báo cứng rắn của Trung Quốc, đồng thời khiến cho Nhà Trắng lo ngại vì có thể gây ra khủng hoảng ở eo biển Đài Loan, làm trầm trọng hơn mối quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh, theo đài NPR. Trung Quốc đã gửi hai tiêm kích Su-35 băng qua eo biển, theo đài CCTV. Trong khi đó, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết trên Twitter, Mỹ và Đài Loan đã cùng nhau có động thái khiêu khích trước, còn Trung Quốc buộc phải hành động tự vệ. Chuyến thăm của bà Pelosi không được báo trước và diễn ra trong khi Chủ tịch Hạ viện đi đến nhiều quốc gia châu Á, gồm Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bà Pelosi là quan chức Mỹ cao cấp nhất từng tới Đài Bắc sau cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich thực hiện chuyến thăm năm 1997. Vào hôm thứ Tư 27 tháng 7, ông Biden nói với phóng viên quân đội Mỹ cho rằng bà Pelosi đến Đài Bắc không phải là ý tưởng tốt ngay lúc này. Về phần mình, bà Pelosi trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 7 khẳng định điều quan trọng là chúng ta phải thể hiện ủng hộ với Đài Loan. Một nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ra tuyên bố chung hoan nghênh bà Pelosi sau khi máy bay của bà hạ cánh ở Đài Bắc. Vào hôm thứ Hai 1 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quân đội nước này không ngồi yên nếu chuyến thăm diễn ra. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trước đó kêu gọi Trung Quốc không làm leo thang căng thẳng. Ông nói, không có lý do gì để Bắc Kinh biến một chuyến thăm nhất quán với chính sách lâu dài của Mỹ trở thành một kiểu khủng hoảng hay xung đột, hoặc dùng nó làm cái cớ để thực hiện hành động quân sự đáng lo ngại ở trong và xung quanh eo biển Đài Loan. Dù vậy, ông Kirby cảnh báo Trung Quốc có thể hành động quyết liệt và lưu ý là quân đội nước này đã tập trận bắn đạn thật ở khu vực vào cuối tuần. Bà Pelosi luôn có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh. Năm ngoái, bà thúc đẩy Hạ viện thông qua đạo luật trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc do nhân công ở Tân Cương làm ra, xuất khẩu đến Mỹ. Khi chuyến thăm Đài Bắc diễn ra, báo Washington Post cho đăng bài viết trong một quan điểm do chính bà Nancy Pelosi chắp bút. Trong đó có đoạn viết, chuyến thăm của chúng tôi nằm trong kỳ công tác bao quát hơn đến khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản, tập trung vào vấn đề an ninh chung và quan hệ đối tác kinh tế. Các thỏa thuận của chúng tôi với phía Đài Loan sẽ tập trung tái khẳng định cam kết của Mỹ với hòn đảo và đề cao các lợi ích chung, bao gồm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Sự cam kết của Mỹ với Đài Loan chưa bao giờ quan trọng như hiện nay. Đến đây, chương trình Câu chuyện Thế giới của FBNC xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.